Sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc này. Hai mẹ con này chắc chắn là có gì mờ ám. Trời đất, mặc đồ gì mà màu sắc tùm lum tùm la vậy trời? Cái này là má mới mua cho tôi, cho nên tôi mới Xin lỗi nha, tôi không biết. Không sao, không sao đâu. Sao đứng đó? Lại đây đi, ngồi nói chuyện với tôi nè. Hỏi thiệt nghe, anh Mần cái chuyện này được bao lâu rồi? Là lần đầu tiên á. Trời đất, vậy mà tôi tưởng đâu là anh làm nhiều lần chuyên nghiệp lắm rồi chứ, thì ra là nghiệp dư á hả? Đúng rồi, tuy là lần đầu tiên nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Thì tôi cũng mong vậy. Mà bà Năm với Thơm làm sao vậy? Bà Năm không phải là má ruột của chị em cô hả? Không, bà Năm á là vợ hai của tía tôi. Hồi mới cưới về á, ở được thời gian, xong tự nhiên bỏ đi biền biệt mất tiêu luôn. Tự nhiên giờ cái quay về hả? Nói vậy Thơm là em gái cùng cha khác mẹ với cô rồi. Hên xui đi, tôi không biết. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, chắc nên đi ngủ đi ha. Còn tôi cũng đi ngủ. Ủa đi đâu vậy? Tôi ra ngoài ngủ. Gì ra ngoài, ngủ đây nè, đi đâu? Nhưng mà tụi mình đám cưới giả thôi mà. Nói nhỏ nhỏ thôi thì biết là đám cưới giả rồi, nhưng mà anh ngủ ngoài như vậy người ta bàn tán biết không? Nhưng nhất mà... là má con Thơm mới về nữa, đúng không? Đi vô đây đi. Vậy là tôi ngủ đâu đây? Thôi lên trên giường ngủ đi, tôi xuống đất ngủ cho. Ê không được, vậy đâu có được. Biết nói vậy luôn hả? Thôi tôi nằm dưới đất đi. Ngủ đây nghe. Đi lấy chiếu đi. Chiếu? Chiếu để đâu vậy? Thôi tôi mệt quá, để tôi đi lấy cho. Thiệt tình chứ. Cảm ơn Lê nghe. Cái gì mà lúng túng giống như mới về nhà vợ vậy trời. Đây đây. Nè, được không? Được, tôi làm được mà. Không được thì cũng phải tự được đi chứ. Vậy tôi ngủ nghe. Tắt đèn giùm tôi đi. Biết chỗ tắt không? Bên này. Bên này đúng không? Ra tắt đi, tập cho quen đi. Mình cũng tìm được một nơi ăn chúng ở thiệt là sung sướng luôn á má. Nè, dạ? Chuyến về kỳ này của má con mình đúng là không có uổng công. Đúng rồi, mà má, hả? Con không ngờ là con lại có thể có một ông ba giàu có như vậy. Biết vậy hả, con về đây sớm, chứ sống ngoài chi cho nó cực. Ê, má đã dò la thông tin đàng hoàng rồi, chứ đâu phải tự nhiên khơi khơi má con mình về miệt này. Mà con nói má nghe nè. Gì? Con ghét cái mặt của ba đứa Lê Đào Mận đó ghê á má. Nhìn cái mặt là không ưa rồi. Đặt cái tên gì mà ba loại trái cây chua liếc rẻ tiền. Bà Thơm. Chà, tên Thơm này chắc trái cây mắc tiền mà ngọt lắm à. Kệ, con thích. Nhưng mà má cũng giống con đó. Ghét. Má ghét đúng ba rồi. Con quỷ cái đó lắm. Tính tình khó chịu, khó ưa y chang má của nó vậy đó. Má đừng có lo, kỳ này á hả, con về
con sẽ tìm cách để hành hạ, bóp nát ba loại trái cây đó luôn. Nè, nhưng mà điều trước tiên á, con cần phải lấy lòng ông già đó, biết chưa? Một khi á, mà ông đã thương con rồi á, lúc đó tha hồ con muốn làm gì mà không được. Má cứ yên tâm, con biết phải mận sao mà. Kỳ này về, con sẽ gom hết tài sản về trong tay của má con mình luôn. Mấy cái chuyện này á, không được nói lớn nghe chưa? Tất nhiên á, là chuyến về lần này, má con mình phải tranh thủ gom hết tất cả tài sản. Nghĩ thôi là con thấy vui rồi. Ủa, cái vụ con Thơm là sao ta? Không biết hai mẹ con bả về đây có chuyện gì hôn nữa. Bực mình quá đi. Bực quá đi à. Trời, bực mình quá đi à. Chị làm vậy chứ hết bực hay sao vậy? Mà chị không ngủ thì cũng phải để cho em ngủ chứ. Chị ngủ không có được Út ơi. Chị ngủ không có được Út ơi. Đừng ngủ mà. Bực quá à. Giờ chị nằm xuống, chị nghĩ về một cái tương lai tươi đẹp đi. Chị nghĩ về em, chị nghĩ về đồ ăn đi. Là chị ngủ được à, chả mệt đây. Nghĩ về tương lai tươi đẹp. Ngủ cũng không có được. Trời ơi. Bây giờ chị nói cho em nghe nha. Bây giờ mà chị nhắm con mắt lại á hả, là con mắt bên trái của chị nó hiện lên là cái mặt của con Thơm nè. Con mắt bên phải là hiện lên cái mặt của bà Năm Ngọ nè. Ngủ không có được. Chị bị ám ảnh dữ vậy hả? Rõ ràng. Trả đây. Sao vậy? Sao thấy chị bực quá trời bực luôn? Mà em cứ ăn rồi ngủ không vậy? Em không biết cảm xúc, em không biết suy nghĩ bực bội gì về hai má con nhà đó hết hả? Hả? Em thấy cũng... cũng bình thường à. Hả? Trời, bình thường được hả? Trời, con nhỏ này. Bộ em không thấy thái độ của hai má con nhà đó hả? Sao? Nhất là cái con Thơm ấy nha. Ăn nói gì mà hả? Đâm phan người ta không à? Nhìn cái mặt là không ưa được rồi. Chị không thấy nào mà nhắm mắt chị ngủ được. Chị tức quá đi à. Thì tại Thơm á, còn nhỏ với cũng mới về nhà mình nữa, từ từ thay đổi, đúng không? Mà cũng chị em trong nhà không à. Cái gì? Này nè, em nói lại nghe chưa? Nói là em của mình hồi nào chứ. Em đừng có nói là em tin người giống như tía vậy nha. Chị á, là chị không bao giờ tin nó là em của chị đâu đó. Mà thôi đi, cho dù nó là con của tía mình đi nữa, chị cũng không thể nào mà chị chấp nhận được một đứa em gì đâu mà ăn nói vô duyên, mà đánh đá mà này nọ như nó là chị không thể nào chị chấp nhận được. Làm sao chị chơi với nó được đây? Nó không có giống hả ba đứa mình vậy trơn á. Thì chị không thích chơi với người ta thì chị đừng chơi, chị đừng đá động tới người ta. Ê, mà nói cái đó giống như là chị tính làm gì hai má con đó hả? Giờ sao còn chịu vô phòng ngủ ngồi đây chi vậy? Chưa buồn ngủ. Nè, có chuyện gì phải không? Không hiểu ông nghĩ làm sao á. Con Lê nó còn đi học, sao bắt nó lấy chồng sớm chi vậy? Mà có chuyện gì xảy ra phải không? Chuyện gì là chuyện gì? Đàn bà nhiều chuyện quá. Tôi hỏi thiệt nha, có phải con Lê nó có thai đúng không? Bởi tôi nói rồi, người ta nói đâu có sai. Người ta nói trong nhà mà có con gái giống như là hũ mắm treo đầu giường vậy đó. Cho con Lê đi học xa làm chi? Đó, để rồi nó muốn làm gì mình cũng đâu hay đâu biết. Để giờ phải như vậy nè, có khổ không? Bà cũng đang giữ cái hũ mắm đó, bà liêu hồn á. Ủa, cái hũ mắm mà tôi đang giữ cũng có phần của ông tạo ra mà. Chứ làm sao mình tôi có được hũ mắm đó? Thôi, chuyện gì cũng từ từ giải quyết.
đi vô ngủ. Mà buồn ngủ vô ngủ trước đi. Thì ông với tôi đi vô ngủ vợ chồng mà sao kỳ quá vậy không biết nữa. Bà vô ngủ trước đi. Tôi từ xưa giờ ngủ mình quen rồi. Chuyện mắc cười quá. Vợ chồng mà biểu tôi đi ngủ mình. Thì trước sau thì cũng ngủ chung mà. Đi. Thôi bà vô bà ngủ đi. Để tôi ngủ salon này được rồi. Thôi mệt quá. Vậy ông vô phòng ngủ đi. Tôi lên tôi ngủ với anh Thơm. Như không. Mau quá. Ông ngồi đi. Ngang. Chứ còn Thơm đâu, không kêu nó ra ăn cơm. Ừ, chắc có lẽ là ngủ chỗ mới. Nó lạ cho nên nó mệt, nó dậy trễ. Đào. Dạ. Con lên kêu em xuống ăn cơm. Dạ tía. Dạ ăn Thơm nó ra rồi tía ơi. Dạ con chào tía, chào cả nhà. Ừ. Sao ngủ vậy mặt mày thấy mệt mỏi vậy? Tía ơi, cái nệm nó cứng, con nằm đau lưng quá tía. Cả đêm luôn á, con ngủ tới sáng con đau quá trời. Tía mua cái nệm mới cho con nha tía. Ừ, thôi được rồi. Để tía kêu người ta chở tới cho con cái nệm. Tía hứa nha. Ừ. Vậy con cảm ơn tía. Ờ, ông à, ăn cơm xong rồi cái ông... dẫn con Thơm á đi thăm ruộng vườn với lại thăm cái cửa hàng của mình cho con nó biết nghe không? Ờ, được rồi. Con về đây á thì cái gì con cũng phải biết. Dạ. Để bà nói chị Đào dẫn con đi cho biết mấy cái cửa hàng với ruộng đất của mình. Thôi, con không thích đâu. Tôi biết không, từ nhỏ con đã sống thiếu tình cảm của cha. So với tụi bạn á, con tủi thân lắm. Cho nên á, bây giờ con muốn tí dẫn con đi à. Muốn nở mày nở mặt mà tía. Tía dẫn con đi đi nha. Thôi được rồi. Để tía đích thân dẫn con đi. Ăn cơm đi nghe không? Má, công nhận á, có tía sướng thiệt luôn á. Ừ. Ăn cơm không? Ăn cơm đi. Ờ, các con ăn cơm. Dạ. Mời tía, mời mọi người, mời mọi người cả nhà ăn cơm. Nè ông. Làm gì ông đi qua đi lại mặt mày đăm chiêu dữ vậy trời. Bộ có chuyện gì hả? Bà. Cái gì? Bà có thấy đám cưới nhà Hai Lợi? Sao? Bất thường. Trời đất ơi, ông nghĩ cái gì vậy? Đám cưới là bình thường chứ có gì đâu mà bất thường. Thì đám cưới có con dâu chú rể gì đâu bất thường. Bà đúng là không có biết cái gì hết. Nè, tôi hỏi bà nè. Con Lê nó còn đi học. Tự nhiên đùng cái lo gì làm đám cưới là sao? Tôi chắc chắn là con Lê nó bị cái gì đó rồi thằng cha Hai Lợi mới cho làm đám cưới. Mà bị cái gì là bị cái gì? Ông nói linh tinh là không ai hiểu gì hết trơn rồi. Bị cái gì? Bị cáu bò. Ý, ý cáu bò. Trời ơi đừng nói bị bà. Tới tay hôm nay là chết luôn á. Chết chết cái gì? Bà không thấy hả? Trong đám cưới bà thấy không? Nó bất thường lắm. Đám cưới tổ chức cập rập đủ thứ. Rồi người cũng vậy nè. Chú rể cô dâu người đi dự cũng vậy. Trời ơi nhìn giống như là lạ, giống như là họ không quen biết nhau, không thân thích nhau. Nhìn có vấn đề sao á. Không quen biết thân thích là sao? Xu gia của người ta mà. Là trời sao ơi, mà không phải tôi đâu nha. Không phải tôi có cái suy nghĩ đó đâu. Mà mấy người đi dự chung đám cưới với tôi á, người ta có y chang cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ là sao? Mà cái vụ đám cưới này là đám cưới gì? Đám cưới này tôi nghĩ là tôi có vấn đề gì đó. Được rồi,
Cái này là đám cưới giả thôi. Trời đất ơi, ai ở không đâu mà làm chuyện vậy ông? Sao không có? Có vấn đề gì ở đây nè? Tôi phải tìm hiểu, tôi phải điều tra cho ra cái chuyện này mới được. Mà sao ông lã quá à? Trời đất ơi, ăn cơm nhà mà nói chuyện thiên hạ. Kể anh ta đi, lối sớm ta làm chuyện gì kể anh ta, lo chuyện nhà mình nè. Ông á, tôi thấy ông lo chuyện Bao Đồng quá à. Mà tôi thích Bao Đồng. Rồi giờ đi đâu vậy? Tôi vô dọn cơm cho ăn nè. Đi ra đồng làm chuyện Bao Đồng. Tôi phải đi điều tra cho ra chuyện này. Ăn cơm nè. Khỏi khỏi ăn, đi nhiều chuyện là no rồi. Trời đất ơi, ông ba địa này là nhiều chuyện nhất xứ luôn á. Mày cũng kỳ lắm. Tao đã nói tao biết uống, nhưng mà tao ít uống lắm. Uống cũng ít nữa. Đâm ra ít nhậu mà mày cứ kêu tao nhậu hoài. Có hai thằng thôi đó. Mày ít uống lắm mà nãy giờ gần nửa chai rồi đó. Mày uống không chai uống. Vô đi mày ơi, mày đừng có xảo mày ơi. Tao thấy lạ mày. Tao bảnh. Sao? Bữa đám cưới con Lê, tao thấy cô dâu chú rể sao sao đó mày ơi. Hai cái mặt đứa nó ngượng ngượng sao á. Cái nở cái nụ cười mà nụ cười công nghiệp quá lắm. Ý mày nói là tụi nó cười giả hả? Ờ, không có thật, không có nhiệt tình. Đúng rồi đó, mày nói tao mới để ý. Không hiểu sao mà bác hai lại chơi con Lê cưới khi nó còn đi học nữa chứ. Ê, có khi nào con Lê nó bị cưỡng bức hôn không? Cái gì? Cưỡng bức hôn? Ờ, cưỡng bức hôn. Cái chữ đó mà mày cũng nói được nữa à? Người ta nói cưỡng hôn là ép hôn á. Ờ thì tao biết rồi, nhưng mà tao thêm cái chữ bức vô cho nó nghiêm trọng vấn đề lên. Đúng rồi, anh em mình đang nói xấu người ta, phải làm nghiêm trọng lên. Đúng rồi, có tao với mày à, lo gì. Nhưng mà tại sao lại cho cái vụ ép hôn đó trong lúc con Lê nó còn đi học chứ? Thì bởi vậy. Nhưng mà còn chưa hết nha. Sao? Còn mẹ con của bà Năm nữa xuất hiện trong đám cưới. Mà bả là cái gì của bác hai? Tại mày không biết đó thôi á, chứ bác Năm ngày xưa là vợ nhỏ của ông hai. Thiệt hả? Đúng, đúng rồi. Về sống với ông hai thời gian, sau đó bà bỏ đi biệt xứ luôn. Bà mới quay lại á. Ồ, vậy là bả chơi quất ngựa tri phong ông hai rồi. Đúng rồi, cuộc đời của ông hai hồng nhan bạc phận lắm. Thôi thôi, mày nhiều chuyện quá, rảnh lắm luôn á. Ê, cuộc đời của ông hai giống như là con cám vậy đó. Ông hai là con tắm. À, ông hai là con tắm, còn mẹ con bà Năm mới là con cám. Mày nhiều chuyện quá, lo về cái chuyện ăn nhậu đi. Vô đây mày. Tại vì tao có cái linh cảm không tốt. Nhìn mặt mẹ con bà Năm á, tao thấy dây gian sao á, không có thiệt tình mày ơi. Đúng rồi, cái mặt ác quá, làm sao mà ai cảm gì tốt được. Thì bởi. Ê, hả? Chú rể của con Lê tung tăng trên bờ đê kìa mày. Ê, hey, nhìn nó ngon ổ á. Ê, nhưng mà nó đang chơi gì vậy mày? Ê, mình kêu nó vô nhậu nha. Nó đang chơi cò chẹp hay gì vậy mày? Ừ, nó đang chơi cò chẹp. Mày kêu nó vô hỏi chuyện coi. Tức chơi thể đá nữa mày. Ê, mấy ngàn? Ngút ngàn, không. À, 6 ngàn. À, 6 ngàn. Vô đây. Vào, vô nhậu. Vô ngồi chơi. Ngồi chơi nè. Ủa, mấy anh đang nhậu hả? Trời, thấy là biết rồi, còn hỏi gì nữa. Trời, sao nhậu chỉ có ổ với rượu uống đau bụng chết á. Nói tầm bậy không biết gì hết. À, thấy đống lửa không? Nó tàn rồi đó. Đợi chút nữa nhúm lên lại cháy phật rồi lấy thịt này nướng ăn. Trời đất ơi, nướng ông nội mày chứ nướng. Khùng quá. Ý của tôi anh là chút xíu muốn ăn món ổi nướng. Ổi nướng ngon lắm. Ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Vậy nó mới thiên nhiên giống quê hương ở đây. Cứ có con gì nó trồi lên là lấy nướng là quất à. Hèn gì thế thiên nhiên này không? Con gì mà bò được là quất được. Thôi vô cái đi. Vậy cái gì vậy? Vô cái đi. Em không biết uống rượu. Trời ơi, anh cũng đâu biết uống đâu, uống ít lắm. Uống miếng chơi thôi à. Em không biết uống thiệt mà. Thôi bây giờ em ăn ổi nghe. Vậy là bây giờ em làm ông nội tụi anh rồi. Uống sao vậy? Ta mời uống chưa uống mà đồ ăn mồi. Không biết uống thiệt hả? Dạ không. Trời ơi, mày mà không biết uống thì làm sao làm trai miệt vườn được. Dạ. Thôi, nó không biết uống thì thôi đừng có ép. Vô vấn đề luôn đi. Đi. Thật ra là anh muốn hỏi nè. Dạ. Em với Lê á, có ăn kem trước cổng chưa? Ăn kem trước cổng là sao anh? Thằng này không có tuổi thơ vậy đó. Ăn kem trước cổng mà cũng không biết. Hồi xưa có đi học ở trường quê không? Thế mà đi học tan trường ra có mấy ông bán cà lem trước cổng á, cái mua cà lem ăn, gọi là ăn kem trước cổng.
bán người lem ông nội mày. Sao mày chửi tao hoài thằng ông nội? Ủa tao nói không đúng hả? Trời ơi, mày dịch cũng sai nữa. Ý của tao nói là ăn cơm trước kẽn. Ăn cơm trước kẽn á. Ăn cơm trước kẽn. Ừ. Có không, có không? Em, thôi em ăn ổi nha. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Mày phải trả lời một cái đi rồi có ăn. Có không? Vậy giờ em nói một câu là em được ăn đúng không? Ừ, đúng rồi. Em với Lê là vợ chồng á. Ừ, ăn cho nàng đi. Anh Sáu. Vậy còn cái vụ ăn kem á. Anh Sáu. Nó đang kem. Lê. Tí kêu anh về đó. Vậy thôi em về trước nha mấy anh. Quên nữa, em trả lại miếng ổi nè. Em cắn mới có một cái à. Ổi ngon lắm á. Vậy hả? Dạ thôi thôi anh về trước. Rồi còn có vụ ăn kem sao? Nó ăn kem chưa? Ăn cơm. Tao chưa hỏi được gì hết, nó đi rồi mày. Nó kêu hết cái sự nhiều chuyện của tao lên rồi đó. Mà cũng ngộ ha. Tao với mày ngồi ở đây, mày nhắc cái giông nào là có giông đó à. Làm như có sắp đặt sẵn hay sao mày? Thôi uống đi mày ơi. Mày tám quá. Mày mới tám á. Thì tao tám bệnh mà. Mai mốt á, anh làm ơn đừng có tự tiện đi lung tung nữa nghe chưa. Cái chuyện này á, mà đổ bể ra, chẳng những ảnh hưởng tới gia đình của tôi, mà còn ảnh hưởng tới nhiều người lắm á, biết không? Nhịn gì dữ vậy? cái cút đẹp. Tôi thấy cái thùng đẹp hơn. Vậy cũng được nữa hả? Ủa, nãy Lê nói gì vậy? Trời. Thôi, không có gì hết á. Lê. Lê. Bên này vẫn còn đi á, là để chỉ cho con biết. Đây. Từ cái đầu bờ này ha. Dạ. Qua múc tới đầu mờ cái hàng cây đó. Dạ. Đó là đất của mình không đó. Đó là phần bên này. Còn phần bên này là ngày xưa tiếp mua thêm đây. Dạ. Qua khỏi cái sông này. Dạ. Đó, hết tới cái bờ tre đó nha. Đó, tới cái lùm đó đi qua hết bên đó là của mình. Wow, nhà mình đúng là cò bay thẳng cánh luôn á tía. Má con thiệt là biết khéo chọn. Cha ơi cha, chứ trời ơi, chứ dép lào nữa hả? Ví dụ người ta rơi rớt đâu á, ta ráng kiếm thằng cu. Tự nhiên rơi rớt mà cũng kiếm chiếc dép lào bánh bèo. Chứ mày thấy có ai mà đi mà ba chiếc dép không? Kiếm chiếc này cho đủ hai đôi. Trời ơi, đúng là cái số phận đó nghe. Tự nhiên cái dòng này giống nó tiệt tự hay sao á. Sao mà cũng là con gái. Bây giờ chia mới khó nè, thấy không? Chia đất, chia đai, cái gì cũng khó. Nè, hồi đó là chia ba phần cho ba đứa gái thôi, mà bây giờ phải năm. Năm là tại sao? Là một đứa con rơi là một phần, cho nó phải cho má nó nữa. Mà má nói với nó là thiệt thòi, phải cho nhiều. Đó, mà cho hết rồi, anh lấy cái gì để anh chôn? Anh phải chừa lại một miếng cho anh chứ. Mày về mày uống thuốc bổ, mày nghỉ ngơi đi nha. Tao đâu có cần mày chia. Chuyện đó là chuyện gia đình tao. Nha, ba đĩa. Hey, hey. Dạ. Đây. Dạ. Con, nước ruộng sao rồi con? Dạ, ổn hết rồi tía ơi. Vậy hả? Dạ, con chào bác hai. Ừ. Chào cô. Em chào anh. Mà công nhận á, nhìn anh đẹp trai ghê á. Mà hả, anh có tập tạ không? Mà sao người của anh á, cơ bắp cuộn cuộn dữ vậy? Vô gì vừa vừa á. Nó làm ruộng. Nó làm ruộng không? Chứ có tập tạ gì đâu. Mà cơ bắp nó cỡ đó, con người nè, chuột không, chuột cống nhum không, con nào cũng lấy mới lớn gì nè, vậy mới đã. Bác, con bác hả bác? Chúng lẽ ông nội tôi. Này, con rơi của anh, tôi thấy nó muốn lắm mà, em tìm chỗ bỏ nọc đi. Con muốn bỏ nọc á, cũng phải lựa giống tốt tốt, chứ lựa cái giống không lông á, không có thích. Về tí thôi. Đây. Dạ, chào bác hai, con về. Ừ, về đi. Tôi về nha. Đi nha. Nhớ nha, bữa nào qua chơi á. Bớt bớt lại đi. Công nhận trái cây nhà em nha, trái nào cũng xanh tươi hết trơn á.
nhất là mần á. Bán buôn phải vậy chứ. Buôn bán sao rồi? Có khách khứa hay không? Lời lỗ sao? Má hả? Má ngồi má nhìn chị Mận kìa. Chị Mận đang ngồi nói chuyện với trai đó. Nhìn là biết tình hình buôn bán sao rồi. Dạ, công việc ở đây vẫn tốt thưa dì. À, vậy cũng mừng. Bị tôi sợ. Tôi sợ mấy người biến cái chỗ buôn bán thành cái chỗ mà hẹn hò yêu đơn kiểu vậy á, thì ai dám vô mua. Trời ơi, đâu có đâu vậy. Con thấy Mận ở đây một mình ở đây buồn quá, qua dẫn đi chơi thôi. Với lại Mận tính toán cũng khéo léo lắm, đâu có sợ ế đâu mà gì lo. Nè, nếu mà nói ra dáng chủ cả là có con Thơm đây nè, thấy chưa? Mặt người ta lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như vậy á thì khách người ta mới vô mua. Còn cái mặt mà khó đăm đăm vậy á, ma nó vô mua. Để coi buôn bán sổ sách thì sao. Ơi dì, sổ của người tùm lum lắm, dì coi dì không hiểu đâu. Có gì dì hỏi con là được rồi. Lên mặt dữ ha. Dạ thôi, con xin phép về, con về. Thơm hả? Em lấy cái đó ở đâu vậy? Bên đây nè. Em muốn ăn gì thì em vô trong á, chứ ngoài này người ta cơm hết trơn rồi. Giờ không thích, thích ăn trái này. Giờ nếu như không thích á thì kiếm trái khác bỏ vô chỗ này đi. Ai ăn thì người đó tự đi kiếm bỏ vô lại chứ. Tôi không thích, chị không lấy thì thôi, tía là chị ráng chịu. Của tôi. Nè, chỗ này là chỗ buôn bán, mấy cái hàng này người ta cân hết rồi, muốn ăn thì lấy cái khác. Mừng vậy mà cũng mừng được nữa. Không thích. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà hai đứa ép con Thơm dữ vậy? Cái cửa hàng này á là của mình mà, bây giờ nó muốn ăn một hai trái có mất mát gì đâu. Mà sao mấy đứa làm thế ghê vậy? Đúng rồi. Vậy à, người mà có ý thức á, không bao giờ người ta mừng tầm bậy tầm bạ vậy đâu à. Ê cái con kia, mày nói vậy ý là mày đang sỉ nhục má con tao đúng không? Cái này kêu là cái con á hả? Chứ sao? Ê, bên này là lớn hơn bên đó nha. Ăn nói gì mà kỳ cục vậy nha. Kệ tao. Nè, còn bên này á là lớn hơn bên đây nghe chưa? Mà ăn nói xả xả lên đầu tao, sống biết nhường nhịn gì hết vậy? Gì? Giờ thấy con Thơm hả? Nó hộn với con trước con mới chỉnh nó chứ bộ. Mày thấy chưa? Nói một mà anh trả treo tới mười, dễ sợ chưa? Đúng rồi, mất dạy. Ơi, thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Nó mới nói chị mất dạy kìa. Đúng rồi, mất dạy, tí không có dạy hả? Trời ơi, người trong nhà không à, có gì thì từ từ nói. Tính chị Đào vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tự nhiên cái gì cũng ầm ầm cãi lên cho được nữa à. Thôi đi vô, biến giùm cái đi. Đi đi. Chỗ người ta ăn đứng hoài à. Lấy thêm vài trái ăn đi con. Đúng rồi, nhà mình mà. Ủa cửa hàng, cửa hàng nhà. Đồ nít quỷ, mất dạy. Tao không để yên chuyện này đâu. Kêu kiệt dễ sợ luôn á. Tao nói hả, nhà giàu mà vậy hả, mốt nghèo mặt rệp. Không được, nghèo là má con mình nghèo luôn á. Ăn má. Bỏ vô đem về. Về rồi hả? Cái gì vậy? Bực mình chứ gì. Ông đó, ông dạy lại đám con của ông đi. Quỷ quái gì đâu không à. Tối ngày cứ lôi má con tôi ra, chửi xỏ chửi xiên, mắng này mắng nọ, bực bội à. Nó làm cái gì? Thì chuyện là vậy nè. Hồi nãy hả, chị Đào với lại chị Mận á, hùa nhau chửi hai má con quá trời luôn. Con á, cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Nói con cũng biết tổn thương sâu sắc chứ. Mà hả, con á, lúc nào cũng coi gia đình mình á như là gia đình ruột rà hết. Mà hả, mọi người nói con là con riêng, con này con kia, con buồn chứ tí. Tôi nói cho ông biết, nếu mà ông cảm thấy má con tôi ở trong cái nhà này thừa thải á, thì nói một tiếng đi. Tôi có lòng tự trọng mà, tôi sẵn sàng rời khỏi căn nhà này. Đừng có kêu đám con ông á chửi tôi kiểu đó, tôi chịu không nổi đâu. Thôi mà, chuyện đâu còn có đó, làm cái gì mà rần rần à. Dạ thưa tía, thưa dì con mới về. Đào, con về đúng lúc đó. Vô đây tía hỏi chút. Thưa tía, con hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Có phải là chuyện hồi trưa không? Dạ thưa tía, chuyện hồi trưa có nghĩa là như vậy nè.
Lúc đó con chuẩn bị giao hàng cho khách thì con Thơm nhà mình á, nó cứ bốc trái cây hết chỗ này tới chỗ kia. Con sợ á là ảnh hưởng kinh tế của nhà mình cho nên con mới nhắc Thơm thôi, con không có ý gì hết á. Ủa chứ mà hả, khi mà chị chửi hai má con tôi thì sao? Thưa Tía, con mới chửi gì với em Thơm mà tự nhiên gì với lại em Thơm tự nhận thôi à? Trời ơi, tôi rảnh quá tự nhiên tôi nhận. Mà trái cây tôi hỏi ông nè, nguyên một dừa mà nó ăn có một hai trái ảnh hưởng tới kinh tế, ông thấy có quá không? Thôi đi, để đó tôi lo. Đào à? Dạ. Làm gì thì làm, gì á như mẹ, con có lỗi á là con phải xin lỗi gì đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi gì? Thôi, tôi không cần xin lỗi đâu. Miễn sao cho má con tôi sống yên trong nhà này là được rồi. Đừng xiên xỏ, má con tôi chịu không có nổi đâu. Đúng rồi á. Thưa Tía, tôi về con xin phép vô trong. Đi giống như dằn mặt vậy đó. Bà sao bà câu mau quá. Còn con Thơm. Dạ. Vô phụ nó ăn với chị đi. Ủa sao con phải nấu ăn Tía? Chứ nó dâng cho con ăn à. Vô đi. Chị Đào, Tía nói là tôi xuống coi chị có cần cái gì tôi giúp chị cho đó. Có gì chị cứ nói đi, tôi làm cho. Lấy giùm chị con dao đi. Dạ. Nè chị. Trời, kêu lấy con dao bự bự kìa, chứ lấy con dao bé lớn vậy mừng được gì trời. Nè. Trời, cưng nghĩ sao đi lấy con dao này vậy? Con dao á là phải con dao bự hơn nữa mới được. Nè, còn có hai con này à. Thôi để đây cho tôi đi. Thiệt tình luôn á, nghĩ sao cắt rau mà lấy hai con dao bị chà bá vậy bà. Chị thôi đi, lấy giùm tôi cái tấm thớt đi bà. Trời ơi, lấy cái tấm thớt gì mà tấm thớt móc xì móc xịt à. Cái thớt này dục rồi, không có xài nữa. Chứ bây giờ lấy cái tấm thớt nào? Thế trong nhà có mấy cái tấm thớt á, kiếm tấm nào coi được á thì lấy. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái tấm này nó móc cũng đâu thua gì tấm kia đâu. Chứ bây giờ có hai tấm mà. Thôi mệt quá, để đây đi. Làm ơn làm phước lấy giùm tôi cái tô đi à. Tô nào vừa vừa nha. Ủa cô lấy tô hay cô đập đồ vậy? Đó, giờ muốn lấy cái nào? Tôi yêu cầu là một cái tô. Một cái tô này là được rồi. Yêu cầu cất hai cái tô này đi nha. Lấy cho tôi thêm mấy cái chén nữa đi. Xong rồi sẵn giò gạo nấu cơm luôn nha. Hả? Ơi, có nghe nói không vậy? Lấy giùm tôi mấy cái chén, sẵn giò gạo nấu cơm luôn. Nghe. Một, hai, ba cái. Trời ơi, nhà này bao nhiêu người mà lấy ba cái chén? Bộ tự có hai mẹ con cô ăn thôi hả? Còn Tía nè, còn tôi nè, còn Út Mận nè, còn Hai Lê nè. Ừ,
chén này đi, lấy cái khăn lau á, lau cho thiệt sạch. Xong rồi á hả, cho gạo nấu cơm đi, tí đói bụng rồi đó. Chị không có làm gì, nãy giờ chị có lặt rau thôi mà chị lặt hoài vậy. Ủa, tại vì em nói là tía kêu em xuống đây để phụ chị mà. Chị lặt rau thì mấy chuyện lặt vặt khác chị phải nhờ em chứ. Nè, không mấy em lặt rau đi để chị nấu cơm cho. Không. Mà trời ơi, bây giờ làm cái gì quên rồi. Nè, bây giờ đi vô gạo hen, xong rồi hen đi nấu cơm hen, xong rồi lau hết mấy cái chén, xong rồi bài ra đi hen, xong rồi lấy hết rau này nè đem đi xào, xong rồi lấy thịt trong tủ lạnh á ra kho, xong rồi á hả cắt hết dưa leo cà chua này, xong rồi lau hết cái nhà, xong rồi lau hết đống chén đống đũa trong nhà trong cái tủ này nè, lấy từng cái ra lau. Rồi nếu mà còn thời gian rảnh á thì giặt hết thao đồ ngoài kia luôn. Vậy là giúp được chị rồi, cảm ơn em nha. Cái bà này kêu lấy ra rồi cuối cùng có xài gì đâu. Mà hồi đó giờ có biết nấu nướng gì đâu mà làm. Tao mừng á, cũng chỉ vì muốn lấy làm ông già thôi. Sau này mà tao được cưng á thì mày biết tay tao.